Thưa quý vị, hôm nay ngày 9 tháng 2, thông tin từ Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam Bộ Quốc phòng cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh một đối tượng tung tin giả trên mạng xã hội về việc sĩ quan của Cục Gìn giữ Hòa bình hy sinh tại Uganda. Cụ thể, một tài khoản trên mạng xã hội TikTok là Đào Minh T với hình ảnh mặc quân phục Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đăng tải thông tin đồng chí Nguyễn Văn Thái, đại đội phó đại đội 2, trợ lý phái Bộ Hòa bình Liên Hợp Quốc, hy sinh lúc 3 giờ 55 phút tại Uganda. Xin chia buồn cùng gia đình đồng chí. Thông tin này sau đó đã nhanh chóng gây sự chú ý trên mạng xã hội, khiến nhiều người băn khoăn về độ chân thực của thông tin. Trao đổi với báo chí, đại diện của Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam cho biết, lực lượng không có đồng chí nào tên là Nguyễn Văn Thái, thông tin được đăng tải là giả. Hiện báo chí đang xác minh làm rõ đối tượng tung tin giả lên mạng xã hội. Theo đó, luật an ninh mạng năm 2018 nghiêm cấm hành vi đưa thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại đến hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ. Người có hành vi này gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại khoản 1, điều 288 Bộ luật hình sự năm 2015 về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông với mức phạt tù lên đến 3 năm.